Lên sóng vào ngày 2 tháng 6, Mặc Vũ Vân Gian của Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tình Việt thu về thành tích ấn tượng, vượt xa Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch và Công Tuấn. Ban đầu, tác phẩm cổ trang của vô chính không được cộng đồng mạng xứ Trung đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày lên sóng, Mặc Vũ Vân Gian chính thức cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên Youku, trở thành bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất tại nền tảng trong năm 2024. Trên bảng xếp hạng chỉ số phát sóng phim chiếu mạng VLinkage ngày 5 tháng 6, nhân vật Tiết Phương Phi do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai trong Mặc Vũ Vân Gian đã leo lên top 1 bảng xếp hạng nhân vật phim, vượt qua Đô Sơn Hồng Hồng do Dương Mịch thủ vai trong Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên và Phạm Nhàn Chu Nhật Quân thủ vai trong Khánh Dư Niên 2. Cùng ngày thì lượt xem Mặc Vũ Vân Gian ước tính đã vượt hơn 50 triệu theo Khốc Vân, chiếm hơn 21,5% thị phần phim chiếu mạng, trong khi đó thì Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Nguyệt Hồng Thiên chỉ chiếm 7,1%. Trước hiệu quả phát sóng ấn tượng của Mặc Vũ Vân Gian, Dương Mịch tiếp tục trở thành tâm điểm chế giễu, bị chỉ trích của cộng đồng mạng. Trước đó thì nữ diễn viên bị chê khả năng thu hút khán giả kém, diễn xuất thụt lùi và thái độ vô trách nhiệm với việc quảng bá phim. Ngược lại thì Ngô Cẩn Ngôn nhận về nhiều bình luận tích cực của khán giả, vượt qua được cái bóng thành công quá lớn của Jin Hy Công Lược và chính thức trở lại đường đua phim ảnh với các nữ nghệ sĩ 9X. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.